Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic và Robert Lewandowski, ba tiền đạo đẳng cấp, nhưng mỗi người lại có một số phận khác nhau khi làm việc cùng Pep Guardiola. Eto'o dù ghi dấu ấn đậm nét trong cú ăn ba của Barcelona, vẫn bị Pep loại bỏ vì những mâu thuẫn không thể giải quyết. Ibra, với sự tự tin và tài năng, cũng chỉ gắn bó với Pep một mùa giải vì không phù hợp với triết lý bóng đá của ông. Trong khi đó, Lewandowski lại tìm thấy sự thăng hoa dưới sự dẫn dắt của Pep tại Bayern Munich, trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới với khả năng ghi bàn đáng kinh ngạc. Những câu chuyện này cho thấy không phải tiền đạo nào cũng có thể hòa hợp với hệ thống của Pep, và thành công chỉ đến với những ai thực sự thích ứng được với yêu cầu khắc nghiệt của chính ông. Nhìn vào Eto'o và Ibrahimovic, người ta thấy rõ rằng tài năng không phải lúc nào cũng đủ để tồn tại dưới thời của Pep Guardiola. Eto'o dù vừa giúp Barcelona giành cú ăn ba lịch sử, vẫn bị Pep đẩy đi vì những mâu thuẫn về triết lý bóng đá và cá nhân. Còn Ibrahimovic, một ngôi sao đầy cá tính, cũng không thể tìm thấy chỗ đứng trong hệ thống của Pep và buộc phải rời đi chỉ sau một mùa giải. Nhưng không phải tiền đạo nào cũng gặp khó khăn dưới tay của Pep. Robert Lewandowski là một ngoại lệ khi anh không chỉ tồn tại mà còn thăng hoa rực rỡ tại Bayern Munich, biến mình thành một trong những tay săn bàn hàng đầu thế giới. Những câu chuyện đối lập này cho thấy rõ sự khác biệt giữa việc thành công hay thất bại dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Khi nói về những tiền đạo không thể phát tiết hết năng lực của mình khi thi đấu dưới trướng của Pep Guardiola thì có thể kể ra vô số. Nhưng nên nhớ là điều đó không đồng nghĩa rằng đó đều là những tiền đạo tệ. Đầu tiên là Samuel Eto'o, một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Nhưng cũng vì mối quan hệ căng thẳng với Pep Guardiola tại Barcelona mà anh phải rời câu lạc bộ ngay sau mùa giải 2008-2009. Mùa giải đó, Eto'o ghi được 38 bàn thắng tại La Liga, góp phần quan trọng giúp Barcelona giành cú ăn ba lịch sử. Dù vậy, sự khác biệt về triết lý bóng đá và những mâu thuẫn cá nhân đã khiến Pep quyết định bán Eto'o cho Inter Milan, một quyết định gây tranh cãi. Ngay lập tức, Eto'o đã chứng minh giá trị của mình khi dẫn dắt Inter Milan giành cú ăn ba dưới thời Jose Mourinho trong mùa giải 2009-2010. Tiếp theo, Zlatan Ibrahimovic, một trong những mối duyên nợ khó quên của Pep Guardiola. Ibrahimovic chuyển đến Barcelona vào năm 2009 với hy vọng sẽ là ngôi sao sáng tại đây, nhưng sự khác biệt về triết lý giữa anh và Pep đã khiến mối quan hệ này nhanh chóng đổ vỡ. Dù ghi được 21 bàn thắng trong mùa giải duy nhất khoác áo Barca, Zlatan cảm thấy bị hạn chế bởi hệ thống chiến thuật của Pep, đặc biệt khi anh phải chơi hỗ trợ Lionel Messi thay vì là trung tâm của đội hình. Sau khi rời Barcelona, Ibrahimovic đã tiếp tục tỏa sáng tại các câu lạc bộ lớn như AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United và khẳng định anh là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Thierry Henry, huyền thoại của Arsenal, cũng không thể phát huy hết tiềm năng của mình dưới thời Pep tại Barcelona. Henry gia nhập Barcelona khi đã bước qua thời kỳ đỉnh cao tại Arsenal, và dưới sự dẫn dắt của Pep, anh đã giành được cú ăn ba trong mùa giải 2008-2009. Tuy nhiên, Henry phải chơi ở vị trí giạt cánh trái, khác xa với vị trí trung phong sở trường của anh tại Arsenal, khiến anh không thể tỏa sáng như trước. Dù vậy, trước khi đến Barcelona, Henry đã khẳng định mình là vua phá lưới tại Premier League nhiều mùa giải và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của Arsenal. Julian Alvarez gặp phải rất nhiều vất vả trong việc khẳng định mình tại Man City. Alvarez gia nhập Man City vào năm 2022 và đã có những màn trình diễn ấn tượng với 17 bàn thắng và 5 kiến tạo trong mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Erling Haaland đã khiến Alvarez không có nhiều cơ hội ra sân trong đội hình chính. Mặc dù vậy, Alvarez vẫn đóng vai trò quan trọng vào cú ăn ba của Man City và là thành viên chủ chốt của đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Sau cùng, cựu sao River Plate đã chuyển đến Atletico Madrid để tìm kiếm cơ hội ra sân đều đặn hơn. Gabriel Jesus là một trường hợp điển hình khác về việc một tiền đạo không thể tỏa sáng dưới thời Pep Guardiola. Dù có nhiều cơ hội thi đấu tại Man City từ năm 2016 đến 2022, Jesus chưa bao giờ trở thành tiền đạo hàng đầu của đội, thường phải chia sẻ vị trí với Sergio Aguero. Việc phải thường xuyên chơi ở vị trí giạt biên đã khiến Jesus không thể phát huy hết khả năng săn bàn của mình. Tuy nhiên, sau khi rời Man City để gia nhập Arsenal, Jesus nhanh chóng khẳng định mình là trụ cột của đội bóng và tiếp tục ghi bàn đều đặn. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, không phải tiền đạo nào cũng có thể đạt được thành công rực rỡ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không phải là những cầu thủ xuất sắc. Những cái tên như Eto'o, Ibrahimovic, Henry, Alvarez và Jesus đã chứng minh rằng, dù không thể tỏa sáng dưới thời Pep, họ vẫn là những tiền đạo hàng đầu thế giới, có khả năng ghi bàn và tạo dấu ấn ở bất kỳ đội bóng nào mà họ khoác áo. Robert Lewandowski là một minh chứng sống động cho việc một tiền đạo có thể tỏa sáng rực rỡ dưới thời của Pep nếu biết thích nghi. Tại Bayern Munich, Lewandowski đã từ một ngôi sao giỏi trở thành một cỗ máy ghi bàn không thể ngăn cản với hàng loạt kỷ lục ấn tượng. Dù ban đầu gặp khó khăn, anh đã sớm hòa nhập và trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Pep. Điều này trái ngược hẳn với những gì đã xảy ra với Eto'o và Ibrahimovic tại Barcelona. Thành công của Lewandowski cho thấy rằng khi một tiền đạo tìm được sự kết nối với triết lý của Pep, đương nhiên là anh sẽ có được thành quả.
Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó và không phải ai cũng có thể chịu đựng sự khắc nghiệt của hệ thống mà Pep tạo ra. David Villa, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Sergio Aguero và Erling Haaland đều là những tiền đạo xuất sắc đã và đang thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Pep Guardiola. Mỗi người đều để lại dấu ấn riêng biệt trong hệ thống chiến thuật của ông. Mặc dù mỗi cầu thủ này đều có phong cách chơi khác nhau, tất cả đều phải thích nghi với triết lý bóng đá phức tạp và yêu cầu cao của Pep, David Villa chỉ có một mùa giải bùng nổ trong mùa áo Barcelona trước khi gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Nhưng mùa giải đó đủ để anh khẳng định vị trí của mình trong lịch sử của đội bóng xứ Catalan. Sau khi vô địch World Cup 2010 cùng Tây Ban Nha với 5 bàn thắng, Villa chuyển đến Barcelona từ Valencia. Tại đây, anh là một phần quan trọng trong đội hình được coi là mạnh nhất mọi thời đại của Pep Guardiola, góp công lớn vào cú ăn 3 mùa giải 2010-2011 với 23 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Villa lại được sử dụng trong vai trò giạt hai cánh nhờ khu vực trung tâm cho ngôi sao số 1 Lionel Messi. Tiếp theo, Robert Lewandowski. Dù đã trải qua một khởi đầu khá khó khăn dưới thời Pep Guardiola tại Bayern Munich, nhưng anh nhanh chóng trở thành chân sút chủ lực của đội bóng chỉ sau một mùa giải. Dưới sự dẫn dắt của Pep, chân sút người Ba Lan ghi được 67 bàn thắng sau 100 trận, trong đó có thành tích đưa vào sách kỷ lục Guinness khi ghi 5 bàn trong 9 phút. Khác với Villa, Lewandowski thường đóng vai trò mũi nhọn cổ điển, luôn ở trung tâm hàng công và tận dụng tối đa cơ hội ghi bàn từ đồng đội. Mối quan hệ giữa Pep và Lewandowski là một minh chứng cho thấy, dù không thường sử dụng tiền đạo truyền thống, Pep vẫn có thể thành công khi sở hữu một chân sút đẳng cấp thế giới. Đặc biệt không thể bỏ qua Thomas Müller, mặc dù không phải là một tiền đạo đúng nghĩa nhưng vẫn phải được nhắc đến vì thành tích ghi bàn ấn tượng khi thi đấu dưới thời Pep Guardiola. Trong sự nghiệp của mình, Müller chỉ có 4 mùa giải ghi hơn 20 bàn, nhưng 3 trong số đó là khi thi đấu dưới thời Pep. Đặc biệt, mùa giải cuối cùng ông dẫn dắt Bayern là lần đầu tiên và duy nhất Müller ghi được hơn 30 bàn trong một mùa giải. Điều này cho thấy khả năng khai thác triệt để tiềm năng của học trò của Pep Guardiola. Khi đến với Man City, Sergio Aguero là chân sút chủ lực tại Man City. Dù không phải là bản hợp đồng của Pep, nhưng Kun Aguero đã thích nghi và trở thành một trong những tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử của Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Erling Haaland, một tài năng trẻ đầy triển vọng, đang được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của các tiền đạo trước đây khi gia nhập Man City. Và rõ ràng cho đến thời điểm hiện tại, điều này vẫn đang được chứng minh. Với Haaland trong tay, Pep Guardiola có lần đầu tiên vô địch Champions League kể từ khi rời Barcelona. Bản thân tiền đạo 24 tuổi cũng lập nhiều thành tích, hai lần giành danh hiệu vô phần lưới tại Ngoại hạng Anh. Nhìn chung, các tiền đạo dưới thời Guardiola đều phải đối mặt với thách thức lớn trong việc thích nghi với phong cách chơi thiên về kiểm soát bóng và sự linh hoạt trong chiến thuật của ông. Tuy nhiên, với tài năng và sự cống hiến, họ đã chứng minh mình trở thành những cầu thủ xuất sắc nhất trong hệ thống của một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất mọi thời đại. Lionel Messi dưới thời Pep Guardiola đã tạo nên những kỳ tích không thể lặp lại, định hình cả sự nghiệp và vị thế của anh trong làng bóng đá. Guardiola đã phát hiện ra và tận dụng tối đa tài năng của Messi bằng cách đặt anh vào vai trò false nine, nơi Messi không chỉ ghi bàn mà còn điều phối lối chơi. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Erling Haaland có thể đạt đến đỉnh cao như Messi dưới sự dẫn dắt của Pep hay không? Haaland có khả năng ghi bàn phi thường, nhưng để chạm đến tầm vóc của Messi, anh cần phải làm nhiều hơn nữa. Cuộc hành trình của Haaland vẫn còn dài và thời gian sẽ trả lời liệu anh có thể trở thành một huyền thoại dưới bàn tay của Guardiola như Messi đã từng hay không. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Lionel Messi đã vươn lên thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, một tài năng vượt trội không chỉ trong lịch sử Barca mà còn trong toàn bộ lịch sử bóng đá. Khi Guardiola lên nắm quyền tại Barcelona vào năm 2008, ông nhận thấy rằng Messi là viên ngọc quý cần được mài giũa để tỏa sáng. Thay vì giữ nguyên Messi ở vị trí cánh phải truyền thống, Guardiola quyết định đưa anh vào trung tâm hàng công, tạo ra một vai trò mới gọi là false nine, nơi Messi có thể tự do di chuyển, tham gia sâu hơn vào lối chơi chung và từ đó phát huy tối đa tiềm năng của mình. Trong giai đoạn từ 2008 đến 2012, Messi đã ghi tổng cộng 211 bàn thắng trong 219 trận đấu, một con số đáng kinh ngạc. Những kỷ lục cá nhân và tập thể đều bị Messi phá vỡ, với đỉnh cao là mùa giải 2011-2012 khi anh ghi tới 73 bàn thắng trong tất cả các giải đấu. Dưới sự chỉ đạo của Guardiola, Messi không chỉ là một cây săn bàn sắc bén mà còn là một người kiến tạo tuyệt vời với khả năng kết nối lối chơi và tạo ra những cơ hội rõ ràng cho các đồng đội. Sự kết hợp giữa tốc độ, kỹ thuật và sự thông minh chiến thuật đã biến Messi trở thành trái tim của lối chơi tiki-taka huyền thoại, giúp Barcelona thống trị cả Tây Ban Nha và châu Âu trong suốt thời kỳ này. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất dưới thời Guardiola là cú hat-trick của Messi trong trận El Clasico năm 2007, một dấu mốc quan trọng chứng tỏ anh đã trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Cú poker vào lưới Arsenal tại Champions League năm 2010 cũng là một minh chứng khác cho thấy tài năng phi thường của Messi dưới bàn tay của Guardiola. Những khoảnh khắc này không chỉ là minh chứng cho khả năng ghi bàn của Messi mà còn cho thấy tầm nhìn chiến thuật sắc sảo của Guardiola, người đã tạo ra một hệ thống mà Messi có thể tỏa sáng rực rỡ nhất. Khi Guardiola rời Barcelona vào năm 2012, ông đã để lại một di sản vĩ đại với 14 danh hiệu trong 4 năm, bao gồm 2 chức vô địch Champions League. Messi không chỉ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất trong kỷ nguyên của Pep, mà còn trở thành biểu tượng của sự hoàn hảo cho bóng đá. Mối quan hệ đặc biệt giữa Messi và Guardiola đã tạo nên một trong những giai đoạn thành công nhất trong lịch sử của Barca, đồng thời xác lập vị thế của Messi như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Những gì Messi đạt được dưới thời Guardiola sẽ mãi mãi là một chương hào hùng trong lịch sử bóng đá,
không chỉ vì số lượng bàn thắng và danh hiệu, mà còn vì cách mà anh đã thay đổi, cách người ta nhìn nhận về vai trò của một tiền đạo trong bóng đá hiện đại. Câu hỏi liệu Erling Haaland có thể vươn tới đẳng cấp của Lionel Messi hay không là một chủ đề thu hút nhiều tranh cãi. Haaland với khả năng ghi bàn ấn tượng và thể chất vượt trội đã nhanh chóng trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, để đạt được đẳng cấp của Messi, Haaland cần phải chứng minh nhiều hơn ngoài khả năng ghi bàn. Messi không chỉ là một cây sân bàn xuất sắc mà còn là người điều khiển lối chơi, tạo ra những khoảnh khắc thiên tài và dẫn dắt đội bóng tới những danh hiệu lớn. Haaland có tiềm năng tạo ra di sản riêng, nhưng để so sánh với Messi, một biểu tượng toàn cầu và một thiên tài bóng đá, vẫn là một thử thách rất lớn. Dù Haaland có thể không đạt được những thành tích như Messi, anh vẫn có thể trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại với phong cách và tầm ảnh hưởng riêng. Sau trận đấu với Ipswich Town, nơi Erling Haaland lập một hat-trick ấn tượng, Pep Guardiola không ngần ngại so sánh tiền đạo này với những huyền thoại như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Guardiola khen ngợi Haaland vì khả năng ghi bàn không tưởng và tin rằng anh có thể cạnh tranh về số lượng bàn thắng với những cái tên vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Pep nhấn mạnh rằng với những con số khủng khiếp ở tuổi 24, Haaland có tiềm năng để đạt đến những đỉnh cao tương tự Messi và Ronaldo. Điều này càng củng cố sự kỳ vọng rằng Haaland sẽ tiếp nối những thành công rực rỡ dưới sự dẫn dắt của Pep. Nhưng liệu anh có thể đạt được tầm vóc như Messi từng có? Câu hỏi này sẽ tiếp tục là chủ đề nóng bỏng trong những mùa giải tới. Nhưng ít nhất là với Pep, ở thời điểm hiện tại thì Haaland vẫn chưa chạm đến Messi.